lại với kênh YouTube Lisa Handmade. Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn đan áo cài màu cho bé với họa tiết hoa văn như thế này ha. Thì họa tiết này là họa tiết bông tuyết đó. Ở cái bảng chạc này thì sử dụng 3 màu, màu trắng, màu xám và màu xám nhạt và màu xám đậm ha. Thì mình sử dụng là mình sử dụng kim số 3 và kim số 4 nha, kim vòng số 3, số 4 và kim kim thẳng. Thì mình kim thẳng để mình đan cốt sang sợi. Thì ở đây mình sử dụng len này là len acrylic. Thì mình có 3 màu này, màu xanh đậm. Xanh này nó nhạt hơn một chút ha. Rồi cái này là màu vàng kem, màu mỡ gà đó, màu trắng, trắng mỡ gà. Vàng vàng nhạt nhạt vàng mỡ gà ha. Thì mình cái này mình sử dụng này là double nit yarn. Thì cái len này là sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ nè. Dùng kim 4 ha, kim đan số 4. Thì len này là 100% acrylic ha. Hai cái len này thì mình mất mạc rồi, nhưng mà nó cũng tương tự như len này thôi. Len này thì mình mua ở trong shop khác, đắt tiền hơn, nhưng mà nó cũng tương tự 100% acrylic và 100% acrylic. Và cái len này thì cũng là giống như cái len này thôi ha. Nhưng mà mình cũng đan kim số 4. Thì đan cốt mình đan kim số 3. Thì đầu tiên thì các bạn bắt cho mình, gầy cho mình như thế này là 90. Mình đan 92 mũi cốt thì mình gầy một nửa số mũi. Vì mình đan cốt sang sợi nên là mình gầy nửa số mũi thôi. Thì nửa số mũi là của 92 là 46. Còn bạn nào mà đan cái size lớn hơn như size 6, 7, 8 tuổi á, thì mình gầy 104 mũi ha. Đan cốt 104 mũi thì mình gầy gầy khoảng 57 mũi. Ê, 52 mũi ha. Mình gầy 52 mũi. Thì đối với bé mà 2-3 tuổi á, thì mình gầy mình làm cốt 80 mũi. Còn mà size khoảng 9-10 tuổi á, thì mình gầy 104 mũi luôn ha. Còn size 11-12 tuổi á, thì mình gầy khoảng 116 mũi nha. Thì cái size này là size dành cho size S luôn đó nha. Với size M, size M là cho người lớn 120 mũi, còn size L 130 mũi. Đó là những số mũi mình chia ra đó. Thì các bạn cứ lấy số mũi đó mình chia đôi ra mình gầy ha. Thì bây giờ mình đan size 5-6 tuổi ha. Thì cái size này 5-6 tuổi thì khoảng 4 tuổi thì cũng được. Thì cái khúc 4 tuổi thì mình đo mình ướm bé ha. 92 mũi thì mình lấy 46 mũi nha. Thì 46 mũi mình dùng cái len này là len thừa, mình lấy xong rồi mình nối với một sợi màu đậm nha. Thì sợi cái này là màu xanh đậm nè. Thì bây giờ hàng đầu tiên á, mình đan hết lại cho mình ha. Các bạn đan hết cho mình. Các bạn gầy mũi lỏng tay thôi ha. Đan cũng đan lỏng tay nha. Thì gầy 46 mũi. Ở hàng thứ hai mình đan xuống hết ha. Thì mình đan 4 hàng nha. Hàng thứ 1 với thứ 3 thì đan lên. Hàng thứ 2 và thứ 4 thì đan xuống ha. Các bạn đan xuống hết ha. Hàng 2 và hàng 4 đan xuống hết.
Thì cứ thế các bạn đan cho mình 4 hàng nha. Sau khi mình đan được 4 hàng á, thì mặt phải là những hàng mũi lên hết, mặt trái là những hàng mũi xuống hết ha. Thì bắt đầu hàng thứ 5 á, thì mình lấy mũi lên ha. Mình đổi qua kim vòng, mình lấy mũi lên. Thì đầu tiên á, mình đan một mũi lên ha. Xong rồi mình lấy mũi lên, mũi ở đây nè ha. Cái mũi ở dưới chân dưới này nè, mình móc lên ha. Mình đan mũi xuống nha. Mũi ở dưới mình đan mũi xuống. Xong rồi mình đan một mũi lên ở trên kim. Rồi mình đan một mũi xuống. Mình lấy cái mũi ở kế tiếp đây ha. Cái mũi mũi sợi màu xanh đó nha. Mình lấy mình đan xuống. Xong rồi mình đan mũi lên. Rồi mình đan mũi xuống, mình lấy tiếp mũi, mình dít cái mũi ở dưới này ha. Chân dít cái chân mũi, mình đan mũi xuống. Rồi mình đan mũi lên ở trên kim. Rồi mình dít mũi kế tiếp. Dít mũi kế tiếp như thế này. Chân mũi ha, xong rồi mình đan mũi xuống. Cứ thế mình đan cho hết hàng ha, một mũi lên ở mũi ở trên kim, mũi lên. Rồi mũi xuống là mũi ở dưới hàng chân chân dưới này ha. Cho đủ mình đan hết xong á là sẽ đủ 92 mũi nha. 92 mũi cốt 11 nha, đan một xuống một lên ha. Sau khi mà mình đan hết hàng á thì mình nối đan cái mũi xuống đầu tiên ở ngay đây để nối vào với cái mũi cuối này với mũi đầu này ha. Thì mình đan cuối cùng một mũi xuống ở đây ha. Thì để nối lại thành vòng tròn cổ như thế này. Thì do là cái số mũi ít quá, mình không có đan được cái kim này, mình không có đan được cái kim vòng lớn này, nên là mình chuyển qua mình đan kim hai đầu ha, bốn que. Thì sau khi mà mình nối lại rồi đó thì ha, mình lật qua mặt phải, mình lật qua mặt phải, mặt mặt đẹp hơn á ở bên ngoài ha. Rồi mình bắt đầu mình đan, thì cứ mình đan cốt một xuống một lên ha. Một xuống một lên đây ha. Các bạn làm đan mặt nào trước cũng được ha, tại vì mình thấy nó cũng như nhau thôi. Thì cứ đan một xuống một lên. Thì cái chỗ nối này á là có cái đoạn này nè, sau này mình may lại ha, cái đoạn hở chỗ ra ở đây nè, sau này mình đan xong mình may mình may mình nối lại thì nó sẽ liền vào cái mối này này ha. Thì mình đan lên một vài vòng rồi mình tháo cái hàng trắng này đi bỏ ha. Các bạn có thể cắt hoặc là các bạn có thể tháo. Thì các bạn tháo từng mũi ra. Các bạn tháo rời các mũi này lại ra với nhau ha. Thì mình dùng cái kim móc mình lôi ra. Các bạn dùng kim móc các bạn lôi ra từng mũi ha. Các bạn tháo ra. Tháo ra ha, từng mũi như thế này nè. Hoặc là các bạn dùng kéo cắt, nhưng mà dùng kéo cắt bỏ đi thì cẩn thận không mình cắt phạm vào cái len xanh này nha. Các bạn dùng kim dùng kéo cắt ha. Kéo cắt tới cái mũi trắng này thôi nha. Cẩn thận không mà cắt trúng cái len xanh nha. Rồi cắt rồi mình tháo ra nha. Mình tháo ra mình bỏ cái len trắng này ra ha.
cứ thế các bạn tháo hết nha. Để ý cẩn thận cách nhầm nha. Sau khi mà các bạn tháo ra thì cái lên trắng ra thì cái cốt nó như thế này nha. Thì các bạn cứ đan cốt thẳng lên nha. Đan lên khoảng 3 hoặc 4 cm, tùy các bạn muốn cổ cao thì 4 cm, cổ vừa vừa thì 3 cm nha.